Sáng ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam năm 2020 với chủ đề Doanh nghiệp Công nghệ số, động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam. Diễn đàn đã tập trung trao đổi về doanh nghiệp công nghệ số, động lực thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số, con đường phát triển sản phẩm Make in Việt Nam của doanh nghiệp công nghệ số trong thời gian tới. Tham dự diễn đàn với phần trình bày về niềm tin vào Make in Việt Nam, ông Phạm Kim Hùng, founder và CEO của Bay.vn cho biết, trong 4 năm qua, Bay đã giúp các doanh nghiệp khách hàng hoàn thành 8 triệu công việc, thực hiện 13 triệu lượt tương tác hàng tháng để đảm bảo sức cạnh tranh cho các sản phẩm Make in Việt Nam. Bay cho biết, doanh nghiệp đã tập trung vào phát triển sản phẩm của mình. Với kết quả đó, Bay.vn cũng vinh dự giành giải nhất sản phẩm có nền tảng quản trị và điều hành doanh nghiệp số xuất sắc. Tôi muốn nghĩ là cái bài toán về chuyển đổi số nó đơn giản hơn ở cái chỗ đấy là làm thế nào để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận những cái lời giải tốt nhất cho cái bài toán vận hành của họ. Thì qua chính cái kinh nghiệm của chính Bay cũng như là chính cái việc là chính chúng tôi sử dụng sản phẩm của Bay và các sản phẩm của rất nhiều doanh nghiệp khác trên thế giới, thì tôi nhận thấy được một điều rằng là những sản phẩm tốt nó sẽ đưa ra được cái lời giải, đưa ra được cái cách thức mà doanh nghiệp nên vận hành, và không sớm thì muộn thì software nó sẽ ở tất cả những phần nhỏ nhất cho doanh nghiệp, từ những cái khâu vận hành rất nhỏ cho đến những bài toán lớn về tài chính và vận hành. Trong xu thế hội nhập quốc tế và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bên cạnh nhiều cơ hội phát triển, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc cạnh tranh, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ Make in Việt Nam. Ở cái thời điểm này, chúng ta đang có rất thuận lợi là lực lượng của chúng ta đông đảo. Chúng ta có một ngọn cờ Make in Việt Nam, chúng ta có một sự hỗ trợ của toàn cộng đồng. Thì vấn đề là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người. Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Thông tin Truyền thông đã trao giải thưởng sản phẩm số Make in Việt Nam. Giải thưởng gồm 5 hạng mục: sản phẩm số xuất sắc, giải pháp số xuất sắc, nền tảng số xuất sắc, thu hẹp khoảng cách số và sản phẩm số tiềm năng. 50 sản phẩm vào top 10 ở mỗi hạng mục đều là những sản phẩm, giải pháp, nền tảng xuất sắc, tiêu biểu, thể hiện năng lực của doanh nghiệp Việt và người Việt trong việc làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ số.